Hello there. I'm very glad to see you. Good morning, sir. I'm Nhiem. Today, I would like to meet you in person to discuss our contract for our upcoming event in Fort Intel. As you can see, I used to be very bad at English. I could not pronounce a word correctly, let alone speak a sentence in English. And I felt extremely nervous when speaking with my colleagues and my employees. And I know it's hard to believe, but within just 3 months, I achieved a great improvement in English, and now I can communicate in English fluently and confidently thanks to Miss My English Communication Center. Thật may mắn, trong 3 tháng đó, mình đã quyết định đăng ký học khóa VIP 1-1 của Miss Giao Tiếp. Với khóa học này, mình được kèm cặp 1-1 trực tiếp bởi giáo viên nước ngoài. Thầy luôn sát sao và tương tác với mình rất nhiều trong giờ học, vì thế mà khả năng phản xạ tiếng Anh của mình đã tăng lên đáng kể. Nếu bạn mất gốc tiếng Anh thì cũng đừng lo nha, vì bên cạnh đó sẽ còn có các trợ giảng người Việt hỗ trợ củng cố ngữ pháp và từ vựng cho mình. Ngoài ra còn có quản lý lớp học 24/7 sẽ đốc thúc mình học tập và lắng nghe các feedback xuyên suốt, cũng như là hỗ trợ mình kịp thời trong quá trình học của mình nữa. Dù công việc của mình vô cùng bận rộn, họp hành rồi công tác suốt, nhưng Miss Giao Tiếp đã giúp mình xây dựng được lộ trình học tập rất linh hoạt. Mình có thể hoàn toàn chủ động về thời gian cũng như không gian học tập theo lịch trình cá nhân. Khóa học viết 1-1 mình tham gia bao gồm 2 chặng. Chặng 1, xóa tan mất gốc, xây nền tảng giao tiếp cơ bản, tạo dựng phản xạ giao tiếp, tạo động lực và thói quen nói tiếng Anh thường xuyên. Chặng 2, giao tiếp nâng cao với các kỹ năng phát âm, từ vựng chuyên sâu. Miss Giao Tiếp đã thiết kế nội dung học theo chuyên ngành mình mong muốn. Một trong những điểm nổi bật giúp mình có thể tiếp thu kiến thức một cách nhanh chóng chính là phương pháp học độc quyền của Miss Giao Tiếp, phương pháp Ripple để giúp mình tối đa hiệu quả học tập với phương pháp lớp học đảo ngược. Vì thế mà ngay cả người bận rộn vẫn có thể học tiếng Anh hiệu quả. Mình còn được tặng thẻ VIP thành viên câu lạc bộ Pen Yourself, một nơi mình có thể tự do luyện nó tăng phản xạ vào cuối tuần. Khi đến với trung tâm, mình cảm thấy rất yên tâm và tin tưởng vì trung tâm có văn bản cam kết đầu ra đào tạo chuẩn phương châu Âu, không đẹp thì học lại free. Và chỉ sau 3 tháng với 72 giờ học, mình đã tự tin giao tiếp và phản xạ tốt tất cả các tình huống giao tiếp tiếng Anh. Đồng thời, mình còn được học các khóa học tiếng Anh kỹ năng bổ trợ cho công việc và cuộc sống. Tiếng Anh là một điều thực sự rất cần thiết. Nhờ có Miss Giao Tiếp, mình đã có những bước tiến rõ rệt trong hành trình ôn luyện tiếng Anh. Mình làm được và mình tin là bạn cũng sẽ làm được.